Vì sao thế kiến thức thú vị xin gửi lời chào tới tất cả quý khán thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, vừa nghỉ Tết xong thì lại tới dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 rồi. Quả là thời gian trôi qua rất nhanh đúng không ạ? Xoay quanh chuyện nghỉ lễ năm nay thì có một câu chuyện được đưa ra tranh luận, đó là chuyện nghỉ 2 ngày hay là 5 ngày. Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì phải tranh luận nếu như nghỉ lễ năm nay vẫn được tính theo cách như mọi năm. Thế nhưng năm nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có đề xuất hoán đổi ngày nghỉ để người lao động được nghỉ nhiều hơn. Và hơn nữa là đề xuất này được đưa ra chỉ cách thời gian nghỉ hơn 2 tuần. Cụ thể, trong tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ sáng 11 tháng 4, lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, phương án hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay được đưa ra sau khi lấy ý kiến và tổng hợp từ 15 bộ cơ quan liên quan. Đến thời điểm gửi trình, 13 bộ cơ quan có ý kiến tham gia, 100% nhất trí với phương án do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất. Cụ thể, ngày 29 tháng 4 là ngày thứ hai, vì thế ngày làm việc này sẽ được hoán đổi sang làm bù vào thứ bảy, tức là ngày mùng 4 tháng 5. Như vậy, công chức viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ thứ bảy ngày 27 tháng 4 tới hết thứ tư ngày mùng 1 tháng 5. Thông tin này khiến cho nhiều người khá bất ngờ, chưa muốn nói đến là vui hay buồn. Sau khi bất ngờ xong thì mới nghĩ tới chuyện là vui hay buồn được, đồng ý hay là không đồng ý được. Và khi đã bất ngờ thì họ sẽ tự nhiên đặt ra câu hỏi, vì sao lại hoán đổi như vậy và vì sao lại đề xuất muộn như vậy? Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lý giải, gần dịp lễ nhận được nhiều kiến nghị hoán đổi, kéo dài kỳ nghỉ nhằm kích cầu du lịch, tạo điều kiện cho người dân cả nước đi chơi, nghỉ ngơi. Hiện theo Bộ Luật Lao động quy định, xin ý kiến Thủ tướng về số ngày nghỉ dịp Tết âm lịch và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các kỳ nghỉ còn lại gồm Tết Dương lịch, Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Nếu trùng ngày nghỉ cuối tuần thì nghỉ bù vào tuần làm việc kế tiếp. Trường hợp hoán đổi ngày làm việc để nghỉ dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Bộ Luật Lao động không quy định nên phải trình cấp có thẩm quyền. Theo cơ quan chuyên môn, đề xuất hơi muộn nên ít nhiều khiến doanh nghiệp xáo trộn kế hoạch sản xuất, bố trí lịch trực, song có thể khắc phục. Nhà nước hay doanh nghiệp không bị thiệt hại vì số ngày làm việc vẫn giữ nguyên, chỉ là hoán đổi. Kéo dài ngày nghỉ, người dân được thoải mái lựa chọn thời gian lưu thông, mật độ phương tiện trên đường cũng được kéo giãn, nhất là trước và sau dịp nghỉ lễ, giúp giảm ùn tắc và tai nạn. Thế nhưng câu trả lời cho câu hỏi vì sao lại đề xuất muộn như thế thì có lẽ chưa thỏa mãn nhiều người. Gần tới dịp nghỉ mới có kiến nghị, vậy nên mới thay đổi. Điều đó có nghĩa là nước tới chân thì mới nhảy. Nếu như đề xuất được trình lên từ đầu năm và quyết định số ngày nghỉ sớm hơn, thì có lẽ người dân có thể chủ động lên kế hoạch cho kỳ nghỉ, tránh nỗi lo tới ngày nghỉ nhưng vẫn chưa xong được công việc như phải để hàng xóm của tôi phàn nàn. Theo dõi trên các kênh thông tin và mạng xã hội, thì tôi thấy có 3 luồng cảm xúc liên quan tới việc này như sau. 1. Rất vui vẻ khi đón nhận thông tin về đề xuất. Vì họ cảm thấy như thế thì nhiều việc được thuận tiện hơn. 2. Vui buồn lẫn lộn. Vui vì có thể được nghỉ thêm cùng với gia đình, nhưng cũng buồn lo vì làm sao sắp xếp được đống công việc bộn bề bắt buộc phải xong trước lễ để nghỉ. Có nghĩa là theo lịch dự tính thì trước ngày 29 tháng 4 mới phải hoàn thành xong công việc, nhưng giờ thì ngày 26 tháng 4 đã phải hoàn thành rồi vì bắt đầu nghỉ từ ngày 27 tháng 4. Cảm xúc thứ 3, rất buồn và lo lắng. Lý do là bởi vì kế hoạch bị xáo trộn vì đã xếp lịch quan trọng vào thứ hai ngày 29 tháng 4, nếu đổi lịch thì có thể ảnh hưởng tới kết quả nhận được. Ngoài ra, còn có người cho rằng Tết Nguyên đán đi qua chưa lâu, dư âm uể oải sau một kỳ nghỉ dài mới vừa hết. Tài chính của năm mới chưa kịp tích lũy thì đã xuất hiện những lo toan về một kỳ nghỉ dài với nhiều chi phí cần bỏ ra. Rất khó để 5 ngày nghỉ chỉ bắt con cái quanh quẩn ở góc nhà, sẽ phải có những chuyến đi chơi để thay đổi không khí. Giá cả mọi hoạt động trong dịp lễ sẽ đắt hơn ngày thường. Một số phụ huynh có trẻ học phổ thông sắp bước vào kỳ thi cuối kỳ cuối cấp thì lo rằng nghỉ dài tới khi quay lại thì lại sẽ học vội vàng gấp gáp, bố mẹ con cái đều phải gồng lên với một nhịp mới. Thực tế, việc tồn tại những cảm xúc khác nhau của những người khác nhau là rất dễ hiểu. Vui hay vui buồn lẫn lộn phụ thuộc vào tính chất công việc, hoàn cảnh, kế hoạch của mỗi người. Thế nhưng có lẽ không có việc gì là không thể điều chỉnh được nếu chúng ta chủ động tìm cách ứng phó. Đừng quá lo lắng, chưa hẳn buồn bây giờ nhưng nghỉ lễ xong sẽ buồn, chưa hẳn vui buồn lẫn lộn bây giờ nhưng nghỉ lễ xong lại không vui.
Riêng tôi thì nghỉ 2 ngày hay là 5 ngày cũng không ảnh hưởng gì. Số ngày làm việc của tôi vẫn thế. Trong công việc, nếu chuyện gì cá nhân không quyết định được thì trao đổi với cấp trên ngay từ bây giờ để thống nhất phương án. Còn kế hoạch cá nhân thì lại càng dễ. Nhịp độ cuộc sống của mình là do mình nắm bắt và điều khiển thôi. Chỉ là nếu đề xuất này được đưa ra sớm hơn thì mọi thứ có lẽ sẽ hoàn hảo hơn một chút. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi Vì Sao Thế kiến thức thú vị ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!